Với tinh thần chung sức đẩy lùi dịch bệnh, thời gian qua, các nghệ sĩ nhá chèo Ninh Bình đã tích cực sáng tác, đặt lời mới cho những làn điệu truyền thống để gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, khích lệ toàn dân chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch. Trong đó phải kể đến các bài hát dựa trên những làn điệu cổ truyền như lời ru nhắn gửi con yêu, những chiến binh thầm lặng, đoàn kết một lòng đẩy lùi Covid. Với nội dung ca ngợi lực lượng tuyến đầu chống dịch, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng thời cũng nhắc nhở động viên mọi người chú ý phòng chống dịch bệnh. Thân thương sao những chiến binh thầm lặng, từng phút từng giờ giữa sống chết bùa vây, mang lại màu xanh hạnh phúc sum vầy cho tổ quốc bình yên một ngày không xa nữa. Cùng với đó, tận dụng công nghệ 4.0, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo tham gia biểu diễn, truyền tải các sáng tác mới của nhiều soạn giả nổi tiếng đến với công chúng một cách gần gũi chân thực. Qua đó gửi gắm niềm tin, sự lạc quan và hướng mọi người đến với những hoạt động ý nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.